Wow, trình bay ghê ha. Vâng, các thanh niên của chúng ta chắc có bằng lái máy bay quốc tế rồi này. Và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ test khẩu skin khẩu M762 nha. Cái skin ở trong Royal Pass ấy mình thấy nó rất là đẹp. Vâng, đây này. Nó phải gọi là cực kỳ đẹp luôn. Và thằng ở trên máy đã sốc chết người đồng đội, à nhầm, kẻ địch của nó rồi. Thật là buồn. Ok, và bạn ấy đi luôn rồi. Có lẽ là chỉ có hai người mà thôi. Mình cũng chỉ thấy có hai người. Acc của mình thì chưa có cái skin này. Còn hiện tại mình đang mượn acc của bé Nguyên nha. Vâng. Đại gia mà. Nạp rất là nhiều tiền vào game, tiền trụy không thiếu. Vâng, nhiều thì vẫn có. Có rất nhiều luôn là đằng khác. Vâng, không mải luyên thuyên nữa. Chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu. Vâng, yếu ấy này. Chúng ta sẽ đẩy luôn. Khẩu M762 này thì nó mạnh nhất ở tầm gần. Nên mình sẽ chú ý đẩy sát mình mới chơi thôi. Chứ không bắn xa làm gì. Khẩu này bắn xa thì tâm nó lại vẽ một hình vòng tròn xung quanh người địch. Vâng, nó chạy vào phòng này này. Ok luôn. Wow. Các bạn này hình như cũng mới tới thôi. Không biết là mới tới hay không nhưng mình thấy nhà cũng chưa mở được bao nhiêu. Vãi trưởng. Boss mà nó lên cầu thang xong nó lượn xuống, nó nhảy xuống như đúng rồi vậy. Mình cứ tưởng là người cơ. Vâng, chúng ta sẽ đến với màn cướp Flegan. À nhầm, cướp thính Flegan. Và nó biến mất đâu rồi? Rồi, nó ở nhà kho. Ok. Bạn ấy chạy thẳng vào nhà kho. Mình cuối nhà kho bắt bạn ý. Ui rồi, nó lại hợp lý và lờ luôn. Giọng to rồi. Ui rồi ôi, cái gì đây ở trời. Nhiều đồ thế nhờ. Vâng, nhiều thôi là chưa đủ. Nó phải gọi là quá nhiều. Tầm này có cần lút cái gì nữa đâu. Đủ đồ rồi. Vâng, nó chỉ là một con bot mà thôi. Wow, lại có X8. Lại có thêm băng kít đạn mắc xịn. Trời ơi. Wow, lại là một con bot. Vâng, mình nghe một tiếng súng văng vẳng đâu đây. Hình như nó bắn mình thì phải. Này thì nhìn này. Thích khều không? Vâng, nó khều thủng mấy cái lốp xe của mình rồi. Không sao, trong nhà xe có xe nha mà. Ui rồi ôi, một bạn Racing Boy. Vâng, mặc dù anh ta lao với tốc độ bàn thờ, nhưng mà cái kết thì vẫn phải là sấp mặt thôi. Ồ, tốc độ bàn thờ mà. Dễ lên bàn thờ ngồi lắm. Vâng, hình như bạn ấy đứng ở ban công thì phải. Wow, bạn này thật dũng cảm. Trời ơi, nó nhìn mình thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Nhưng mà nhìn sai hướng rồi. Còn nhìn vào nòng súng của ốp thì chỉ có gãy thôi.
Ủa? Sao bị vứt xe giữa đồng này bạn ơi? Nhảy với chả nhót này. Nhảy với chúng tôi này. Có lẽ là một pha chết máy giữa đồng thì phải. Và các bạn thấy mình ga lăng không? Mình tiễn bạn ấy lên làm trận mới luôn. Bạn ấy đỡ phải chạy bo SML ra. Cơ mà nhiều khi làm người tốt nó cũng khó lắm. Vâng, mình giúp người ta thế chứ người ta quay lại người ta bắn sấp mặt lờ mình. Thế nó mới hài. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Vâng, như mình nghe tiếng chân thì phải. Đâu đó đến đầu mình nhưng mà mình không có đủ năng lực, đủ can đảm để đứng lại bắn anh em ạ. Thì chúng ta sẽ dùng ốp để xử lý chuyện này cho nó êm đẹp đi. Bạn ấy đâu nhỉ? Hơi khó nhìn. Mình nghĩ là bạn ấy nằm cỏ rồi. Vâng, đứng yên thì mình sợ bị đốp vào đầu lắm. Cái này dễ bị chết oan này. Hiện tại thì mình đang đứng giữa đồng ở một cánh đồng cực kỳ là trống luôn. Vâng, mình như mình nhìn thấy người nhưng mà nhảy xuống ấy chả thấy đâu. Ui xô. Não chúng tôi này, ok. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem hình, quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.
Sáng nay mưa anh có phải đang buồn? Người dấu yêu ơi đừng buồn nữa nhé. Oanh oanh, có đồng đội xinh tự tin chiến thắng.